Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri hé lộ bí mật về vận số cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong 5 năm tới, từ 47 đến 51 tuổi, cấm kỵ ba điều này, tránh được tai ương, đắc lộc hưng vượng, phú quý giàu sang đến hết đời. Đoán xem số mạng tuổi này, Mậu Ngọ mạng hỏa lửa trời sáng soi, xuân hạ xanh đặng gặp thời, thong thả sung sướng an nơi thanh nhàn, tiền vận vất vả bôn ba, kể từ trung vận mới mong thanh nhàn, anh em xa cách chẳng gần, vắng mặt thương nhớ lại gần chẳng yên, bởi vì số nghịch đắng cay, gia đình lập trễ mới là bền lâu, nếu người tích đức thiện tâm, tu hành giải bớt oan gia nghiệp đời, trung vận chẳng đặng thành thơi, số người vận cuối giàu sang an bình. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Mậu Ngọ 1978, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, cày như trâu như ngựa, mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát, từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lỏng, không chịu học hành, nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trang lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn là long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, nếu nghe hết lời luận dài này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Mậu Ngọ, trong 5 năm tới, từ 47 đến 51 tuổi tránh ba điều này, sẽ lội ngược dòng, các thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từ khinh miệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Mậu Ngọ thời điểm này sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình diễn biến cuộc đời của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong 5 năm tới, từ 47 đến 51 tuổi, những may mắn, vận hạn trên từng phương diện, qua từng khoảng thời gian, cách xung cát kỵ hung đón lành, tránh giữ hóa giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Lá số tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ 47 đến 51 tuổi được giới tử vi luận giải bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính để biết tương lai của Mậu Ngọ, tổng quan cuộc đời người tuổi Mậu Ngọ trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Chi tiết vận trình của tuổi Mậu Ngọ theo luận giải ngày sinh tháng lịch âm, lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Mậu Ngọ. Quý vị thân mến, Mậu thuộc hành thổ, ngựa đất có khả năng nhìn nhận các vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau hơn các tuổi Ngọ còn lại. Năng lượng thổ sẽ làm dịu đi tính cách nóng nảy vốn là bản chất của người tuổi này, khiến cho họ trở nên ổn định, bình tĩnh hơn. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn, chứ không làm nhanh làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh năm 1978 đó chính là không quyết đoán. Họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa, thì phần lớn người Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về mặt tài chính, nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận,
cuộc sống của bạn thêm phần sang trọng trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của bạn do nóng tính nên thường bị đổ vỡ. Nếu bạn rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp, thì cuộc sống của bạn sẽ có phần sung túc hơn. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Tuổi thọ trung bình của nam giới tuổi Mậu Ngọ vào khoảng từ 65 đến 77 tuổi, nhưng nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ từ 5 năm đến 10 năm. Về phần gia đạo, bạn được hoàn toàn êm ấm, nhờ vậy mà gia đình sống rất hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Nếu đường công danh có lên cao thì cũng chỉ là tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó cũng sẽ trở lại như cũ. Sự nghiệp thì có khi lên rất cao, tuy nhiên, không được lâu bền, vấn đề tiền tài vào ra đều đặn, nhưng lại thừa xảy ra khó khăn về vấn đề tiền tài. Nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi, sự nghiệp có thể hoàn thành vào tuổi 45 trở đi. Tuổi Mậu Ngọ cuộc đời tạm sung sướng về hậu vận, cuộc sống thêm phần trang trọng trong thời gian này, nhưng công việc làm ăn thường hay đổ vỡ vì nóng tính. Nếu có tính tình kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp, thì cuộc sống có phần sung túc hơn. Tóm lại, tuổi Mậu Ngọ tiền vận lắm vất vả, nhưng hậu vận an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Về tình duyên vào lúc tuổi nhỏ cũng có nhiều khe khất, cố tìm mới được hưởng một hạnh phúc chân thật cho cuộc đời. Vì vậy, vấn đề tình duyên trải qua nhiều việc đau buồn, nhưng muốn biết về vấn đề tình duyên, bạn thay đổi như thế nào? Bạn nên xem dưới đây để quyết định và hiểu biết những diễn tiến về tình duyên của cuộc đời mình trong suốt cuộc sống. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi tình duyên, hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 2,3,9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn ít ra cũng phải thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn hoàn toàn hạnh phúc chỉ một lần mà thôi, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến trong đời bạn về vấn đề tình duyên của bạn, nên nhớ mình sinh vào những tháng nào để biết số phận, bạn còn thay đổi về tình duyên nữa hay không? Về gia đạo, công danh, phần gia đạo được hoàn toàn êm ấm, trên thuận dưới hòa, nhờ vậy mà gia đình hạnh phúc, những khó khăn nhỏ nhặt cũng thường xảy ra, nhưng không đáng kể, công danh thì chỉ vào mức độ bình thường mà thôi, nếu có lên cao, đó chỉ là giai đoạn tạm thời trong cuộc sống, rồi sau đó cũng trở lại như cũ. Sự nghiệp thì có khi lên cao lắm, nhưng số không hưởng được một sự nghiệp lâu bền. Tiền tài vô ra đều đặn, có nhiều cơ hội tạo ra tiền, nhưng lại thường xảy ra khắt khe về vấn đề tiền tài. Nhưng đó cũng chỉ là giai đoạn tạm thời rồi qua đi. Nói tóm lại, tiền bạc rất dễ tạo, sự nghiệp có thể hoàn thành vào tuổi 45 và liên tục về sau. Sự nghiệp vẫn vững chắc như thường, không dao động và cũng không có vấn đề sụp đổ nữa. Tuổi hợp trong làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp với tuổi Mậu Ngọ trong mọi công việc làm ăn và giao dịch, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão. Bạn nên hợp tác với những tuổi này mà làm ăn thì tạo nhiều kết quả về tiền bạc. Lựa chọn vợ chồng, tuổi Mậu Ngọ kết hôn với những tuổi này sẽ được sống sang giàu vì hợp tuổi và thành công về việc hôn nhân, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Những tuổi này rất hợp trong việc hiệp hôn và rất tốt cho việc ở đời, sẽ tạo được nhiều kết quả tốt đẹp cho sự sống. Nếu bạn kết hôn và xây dựng hạnh phúc với những tuổi này, chỉ có cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính Thìn. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, thì cuộc sống trở nên khó khăn, nghèo túng, đó là kết hôn với các tuổi Tân Dậu, Ất Mão, Quý Dậu. Những năm này khác tuổi, kỵ hiệp hôn, nếu hiệp hôn thì không thành hay cam chịu cảnh xa vắng, đó là những năm mà bạn ở vào tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Bạn sinh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ, đó là sinh vào tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 âm lịch, thế nào bạn cũng phải lâm vào cảnh hai vợ hoặc nhiều dòng con. Những tuổi đại kỵ. Bạn kết hôn hay làm ăn với những tuổi này sẽ bị tuyệt mạng, biệt ly hay thất bại liên miên vì tuổi quá xung khắc, đó là các tuổi Tân Dậu và Quý Dậu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì nên tránh, về tình duyên không nên làm lễ hiệp hôn linh đình. Về gia đạo thì phải khấn vái trời Phật, cầu xin giải hạn và làm phúc đức thì sẽ được như ý. Những năm khó khăn nhất, những năm bạn làm ăn khó khăn và gặp nhiều trở ngại, đó là những năm ở vào số tuổi 25 và 37 tuổi. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Mậu Ngọ hợp với giờ lẻ, tháng lẻ, mà ngày chẵn, xuất hành làm ăn không sợ thất bại, mà trái lại sẽ đoạt nhiều kết quả về tiền bạc. Cùng nhìn lại diễn tiến từng năm của tuổi Mậu Ngọ. Từ 25 đến 30 tuổi, năm 25 tuổi, sẽ có một lần thất vọng lớn về mặt tình cảm. Năm 26 tuổi, kỵ tháng 8 kỵ lửa,
kỵ đi xa. Năm 27 tuổi, có hoạnh tài. 28 tuổi, coi chừng bị lừa gạt. 29 tuổi, sẽ có một cuộc thay đổi bất ngờ đem lợi lớn lại cho bạn. 30 tuổi, kỵ mùa xuân, kỵ nước, kỵ hồn hạp làm ăn. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi, năm xui, thế nào cũng sẽ đau nặng. 32 tuổi, có hao tài nhưng nhờ vậy bổn mạng mới được yên. 33 tuổi, có chừng đáo tung đình. 34 tuổi, kỵ mùa hạ, kỵ lửa, kỵ miệng tiếng thị phi. Năm 35 tuổi, sau những năm hạn dài, năm này là năm bạn gặp được rất nhiều dịp may, làm ăn phát đạt, vui tươi và may mắn trọn năm. Từ 36 đến 40 tuổi, đời bạn bắt đầu đi vào một khúc quang mới, nhiều vui tươi và hứa hẹn một tương lai vô cùng rực rỡ trong khoảng thời gian này. Nhưng coi chừng có thể lâm bệnh bất ngờ vào cuối mùa đông năm 40 tuổi, 5 năm trong khoảng thời gian này, bạn có thể thành công bất ngờ. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi, kỵ nước và kỵ mùa xuân. 42 tuổi, coi chừng tai nạn, chớ leo cao hay làm việc gì ở trên cao. 43 tuổi, có tin vui, trong những đứa con bạn có đứa đỗ đạt cao và nên danh phận trong năm này. 44 tuổi, có một sự lo buồn về tình cảm vợ chồng, bạn hãy nên cố gắng giữ gìn, đừng để hiểu lầm nhau trong năm này. 45 tuổi, một tiếng sét tình cảm có thể xảy ra trong năm này. Từ 47 đến 51 tuổi, 47 và 48 tuổi có hoạnh tài, nhưng lại có thể bị mất của bất ngờ. 49 tuổi, kỵ mùa hạ, kỵ đi xa. Năm 50 tuổi, có tin vui trong gia tộc, coi chừng có đại tang trong năm này. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này thu nhiều kết quả về tài chính, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, sống một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Nhưng từ năm 52 đến 54 tuổi, thì có đau bệnh hay gặp tai nạn, nên đề phòng những năm này. Ngoài ra các năm khác bình thường, từ 56 đến 60 tuổi kết quả mỹ mãn sau những năm lao đao, bôn ba cho sự nghiệp, bây giờ là những năm bạn được hưởng an nhàn và vui sướng. Về trí não cũng như về mặt vật chất thanh nhàn, những năm này không có gì xảy ra quan trọng trong cuộc đời, trừ đau bệnh lặt vặt. Tiếp theo là luận giải tử vi tuổi Mậu Ngọ qua các phương diện chính của cuộc sống. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong công việc, họ cháy hết mình với đam mê, dù gặp khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước. Ngược lại càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy những lúc gặp phải gian nan, khó khăn, tuổi Mậu Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Cuộc đời tuổi Mậu Ngọ thời trẻ diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi, có thăng có trầm. Mậu Ngọ cũng đã có lúc đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng do tính tình nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi, khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có, nên thời trẻ họ thường khó có được sự nghiệp ổn định. Khi trưởng thành, tuổi Mậu Ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh, họ nhiệt huyết hơn, nghị lực hơn. Mặt khác, Mậu Ngọ cũng đối xử tốt và chân thành với mọi người. Nhờ vậy mà càng về sau họ càng được nhiều người yêu quý, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ họ trong công việc. Nhờ sự chân thành mà trời cũng ban cho họ những cơ hội mới để phát triển, xây dựng sự nghiệp vững chắc, thành công ở độ tuổi 40 trở ra. Thời kỳ hoàng kim nhất của con giáp này là từ 47 đến 51 tuổi, sự nghiệp sẽ thăng hoa bùng nổ, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, đầu tư một thu lời 10, nhận về nhiều thành quả khiến ai cũng nổ mắt ghen tị. Cả cuộc đời con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, về già có thể an nhàn, thảnh thơi. Về phương diện tài lộc, theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ, cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc. Tuy thời trẻ vất vả đôi chút, nhưng nhờ sự nỗ lực trong công việc nên không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Từ trung vận trở đi, người tuổi Mậu Ngọ có số may mắn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ ùn ùn chảy về túi, hậu vận rất an nhàn sung túc. Trong suốt cuộc đời Mậu Ngọ, họ rất tích cực làm việc và có nhiều mối quan hệ xã giao rộng khắp, nên đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, cũng không ít thất bại do nóng vội chủ quan mà dẫn đến sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán. Nếu con giáp này kịp thời sửa chữa, nắm chắc thời cơ, thành công, tiền tài sẽ ở ngay trước mắt họ. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bạn phải kiên định giữ chính kiến của mình, đừng nghe lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ, phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý, có vậy mới có được thành công. Đặc biệt là từ năm 47 tuổi, nguồn thu nhập của Mậu Ngọ sẽ được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Mậu Ngọ làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này,
chỉ cần Mậu Ngọ thực sự cần cù, siêng năng, hết mình vì công việc, thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Mậu Ngọ rồi đấy. Từ 47 đến 51 tuổi, Mậu Ngọ sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Tính chủ đã có một quá trình chuẩn bị khá dài hơi, nên chỉ cần thời cơ tới, vận khí tốt, hầu bao Mậu Ngọ lúc nào cũng sẽ rủng rỉnh. Khi may mắn gõ cửa, bản mệnh không chỉ thuận lợi trong các lĩnh vực đầu tư mà còn dễ trúng giải thưởng, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ, nằm ngoài dự đoán. Những người tuổi Mậu Ngọ thường được biết đến với sự quyết đoán, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. Do đó, trên phương diện sự nghiệp, họ thường nắm giữ những chức vụ cao hoặc luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tự làm chủ. Đây là thời điểm thuận lợi cho những Mậu Ngọ đã lựa chọn theo con đường đầu tư, kinh doanh để bắt đầu ăn nên làm ra, tích lũy tài sản đáng kể. Trong giai đoạn này, tài chính của Mậu Ngọ khá lý tưởng. Đây có thể coi là một giai đoạn tương đối thuận lợi với bản mệnh, cộng thêm tính cách dám nghĩ dám làm, đầu óc biết tính toán, nên họ biết chắc chắn mình phải làm gì, làm như thế nào. Ở khía cạnh tài chính, Mậu Ngọ có thể nhận được nhiều nguồn thu hơn và mở rộng con đường dẫn đến sự giàu có. Nhờ sự hỗ trợ của sao tử vi, cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh đối với Mậu Ngọ. Gia chủ sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình khi đứng trước nhiều sự lựa chọn khác nhau. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định, thì đa số đó là những quyết định đã trải qua sự cân nhắc đầy cẩn trọng. Chính tinh thần ấy giúp Mậu Ngọ dễ dàng nắm bắt những cơ hội dù lớn hay nhỏ. Vận may đến kéo theo những cơ hội và quý nhân, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng nảy nở. Khi khả năng kiếm tiền tăng lên, Mậu Ngọ cần lưu ý đến việc tích lũy tài sản. Thay vì chi tiêu một cách bồng bột, hãy lên kế hoạch và phân chia nguồn tài sản một cách cẩn thận, rạch ròi giữa khoản tiền đầu tư và khoản tiền tiết kiệm. Sau đó, hãy dùng phần tiền còn lại cho việc chi tiêu. Thói quen này giúp tài lộc đồng hành với Mậu Ngọ lâu dài và bền vững hơn. Nhờ tài lộc dồi dào, nên dù quản lý cẩn thận chia cắt nhỏ lẻ, Mậu Ngọ vẫn có thể xây nhà, mua xe hoặc thỏa mãn những nhu cầu và sở thích cá nhân mà trước kia chưa có cơ hội. Tuổi 47 là giai đoạn Mậu Ngọ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc, nhưng đừng vì vậy mà không có cho mình một kế hoạch tài chính thông minh. Cuộc đời không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra và làm ảnh hưởng tới khả năng tài chính của bạn. Vì vậy, khi bước sang tuổi 47, Mậu Ngọ cần đặc biệt quan tâm tới những mục tiêu dài hạn. Bất chấp bạn kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có một số ít Mậu Ngọ siêu may mắn mới không phải đối mặt với những khoản chi phí bất ngờ như bị sa thải, ốm nặng. Do vậy, bạn nhất thiết phải xây dựng riêng cho mình một quỹ dự phòng khẩn cấp để đảm bảo tài chính trong ít nhất từ 3 tới 6 tháng và tốt nhất là 1 năm. So với việc kiếm tiền, hiểu được tiết kiệm có thể giúp cuộc sống trở nên ổn định, như vậy sẽ càng có khả năng nhìn xa và lâu dài. Điều này không chỉ tốt cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn tốt cho quãng đời còn lại của bạn đấy nhé. Với giai đoạn còn lại, từ 52 đến 60 tuổi là thời khắc Mậu Ngọ được hưởng thụ, sung túc ấm no, được may mắn ngập tràn, phúc lộc đầy nhà, có thể thanh nhàn mà nhâm nhi mọi niềm vui còn lại của cuộc đời. Nhiệt huyết tuổi trẻ đi qua, giờ chỉ còn sự an nhàn, yên bình ở lại. Mậu Ngọ với những người bạn già cùng nhau ngồi lại, pha ấm trà, nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ làm quà, khẽ cười cùng nhau, êm ấm, trải qua nốt những tháng ngày cuối cùng, hạnh phúc, viên mãn đủ đầy. Tuy nhiên, ở cả hai giai đoạn của cuộc đời, Mậu Ngọ cần bỏ bớt sự cố chấp, sự nóng giận trong tâm, anh hùng cứu mỹ nhân, vì hồng nhan phẫn nộ, đó là sức mạnh của tình yêu. Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, đó là dấu hiệu của chính nghĩa, tức giận bóp nghẹt trái tim, đó là mầm bệnh, manh động là ma quỷ, là tội lỗi. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã nói rằng, tức giận khởi đầu bằng ngu xuẩn và kết thúc bằng hối hận, người thông minh khéo khống chế cơn tức giận, người ngu xuẩn bị cơn tức giận khống chế. Mậu Ngọ khi còn trẻ, tính nóng một chút, làm việc buộc chộp một chút thì có thể hiểu được bởi vì anh ta chưa lịch duyệt, từng trải. Từ năm 47 tuổi, Mậu Ngọ đã sống quá nửa cuộc đời rồi. Nếu mà vẫn chưa thấy rõ chân tướng của sự tình, không khống chế được cảm của mình, thì chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Do đó, nửa đời sau, hãy thu cái phẫn nộ của mình lại, là một người tâm bình khí hòa. Mậu Ngọ đến tuổi 47, con cái cũng trưởng thành rồi, cần phải buông tay rồi, nhưng nhiều Mậu Ngọ luôn không buông tay được, vẫn thường trách con cái, ham muốn kiểm soát con cái như thế này, khiến cả nhà đều nhọc tâm khổ tứ, thậm chí thân tâm mệt mỏi. Nơi công sở, Mậu Ngọ cũng đã kịch trần rồi, thế nên cần từ từ rút ra khỏi cương vị. Tuy nhiên, nhiều người vẫn yêu thích quyền lực, vẫn hy vọng mình ở ngôi vị cao, vẫn không ngừng nghỉ tranh giành với người. Qua tuổi 46, tự thức tỉnh lớn nhất của Mậu Ngọ chính là buông bỏ tranh chấp, biết buông bỏ, thay vì tranh giành mọi thứ. Tốt hơn hết là nên thực sự rút lui. Khi Mậu Ngọ đã qua cái tuổi 46, nhớ lại những thời gian mà mình đã trải qua, thì sẽ phát hiện ra mình quả thực rất nỗ lực mà vẫn còn tức giận, thì chính là lòng tham vô đáy.
chính là trái với tâm nguyện nỗ lực ban đầu của Mậu Ngọ. Nếu chẳng phải vì để nửa đời sau an nhàn, hạnh phúc, thì việc gì Mậu Ngọ phải nỗ lực, phúc khí giống như làn gió xuân. Chỉ khi Mậu Ngọ tĩnh tâm lại, để mặc gió lướt nhẹ trên da thịt, thì mới cảm nhận được phúc khí giống như tia nắng. Khi Mậu Ngọ mở rộng tấm lòng đón nhận nó, thì mới thấy ấm áp cõi lòng. Phúc khí không phải là Mậu Ngọ sở hữu nhiều hơn người khác, mà là mỗi ngày tín chủ lại vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Nghĩ rõ ràng rồi, thì phúc khí sẽ dừng lại trong mệnh của Mậu Ngọ. Một khi Mậu Ngọ tức giận, đưa ra bất kỳ quyết định gì thì cũng là sai lầm, bởi vì khi tức giận đánh mất lý trí, không nghĩ đến hậu quả, cũng không xem xét các nhân tố trên các phương diện. Người ta nói, đời người như cuộc cờ, nghĩ một nước đi một nước, đó là kẻ bất tài, nghĩ ba nước đi một nước, đó là người bình thường, nghĩ 10 nước đi một nước, đó là người trí tuệ. Mậu Ngọ từ giai đoạn 47 đến 51 tuổi thì sẽ trải qua rất nhiều sự tình, nắm bắt được quy luật phát triển của rất nhiều sự tình. Nếu có thể sử dụng đầy đủ những kinh nghiệm này thì đó chính là người trí tuệ. Qua tuổi 46, tức giận chẳng có tác dụng gì, thế nên Mậu Ngọ hãy biến tức giận thành trí tuệ thì mới hữu dụng. Với bao sóng gió, từ 47 đến 51 tuổi Mậu Ngọ ngẫm lại mới thấm. Thì ra không tức giận thì khỏe mạnh. Một người khi tức giận thì ăn không ngon, ngủ không yên, đi không thuận, nhìn không xuôi, hỏa khí thiêu đốt trái tim thì sao có thể không sinh bệnh. Chúng ta ai cũng thường nói sức khỏe là tài sản lớn nhất, nhưng làm thế nào để bảo vệ sức khỏe thì lại không dụng tâm suy nghĩ. Ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, không biết dưỡng sinh thực sự là có một tâm trạng tốt, ăn cơm thô uống trà nhạt, vui vẻ cười cười nói với mọi người. Bí quyết dưỡng sinh được đúc kết rằng người ta tức giận mình không tức, tức khí sinh bệnh chẳng ai thay. Qua tuổi 46, Mậu Ngọ cần học được một số phương pháp không tức giận. Khi tính chủ tức giận thì thay đổi vị trí suy nghĩ, thấu hiểu đối phương, ép mình bình tĩnh lại 3 phút, đếm từ 1 đến 100, chuyển rời sự chú ý. Bình thường Mậu Ngọ nên đọc sách nhiều, tăng thêm trí tuệ, ứng phó cuộc sống, làm người cần thiện lương, học cách dùng đức báo oán. Qua tuổi 46, những năm tháng còn lại của cuộc đời, Mậu Ngọ hãy tận hưởng thành quả đã phấn đấu nửa cuộc đời, vui vẻ sống tốt mỗi ngày, đừng lãng phí nữa. Tín chủ tức giận, người ta có thể xin lỗi, nhưng sức khỏe của tín chủ suy sụp thì không ai giúp gì được, và cũng không hồi phục bởi có được lời tạ lỗi. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa có lý, tức giận và sức khỏe, thì Mậu Ngọ sẽ không tức giận nữa. Những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, hợp màu gì? Màu tương sinh, vì mang mệnh hỏa nên những chú ngựa sinh năm 1978 hãy dành sự ưu tiên cho những màu bản mệnh như đỏ, hồng, cam, tím, để luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Bên cạnh đó, đừng bỏ quên những màu tương sinh như xanh lá, xanh lục thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa. Sinh năm 1978 mệnh gì? Sinh năm 1978 tuổi gì? Sinh năm 1978 hợp màu gì? Màu tương khắc. Những người tuổi Mậu Ngọ chớ nên sử dụng những đồ đạc, vật dụng có những gam màu như đen, xanh nước biển nhé. Bởi đó là những màu thuộc hành thủy, mà thủy khắc hỏa. Nếu sử dụng sẽ đem lại điểm xấu và những điều không may mắn. Những người tuổi Mậu Ngọ hợp với những tuổi gì? Nam mệnh Mậu Ngọ, trong làm ăn, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão. Lựa chọn vợ chồng, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Tuổi Kỵ, Tân Dậu và Quý Dậu. Nữ mệnh Mậu Ngọ trong làm ăn, Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu. Lựa chọn vợ chồng, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ và Ất Mão. Tuổi Kỵ, Tân Dậu và Quý Dậu. Những người tuổi Mậu Ngọ hợp với hướng nào? Nam mệnh Mậu Ngọ, hướng hợp Bắc sinh khí, Đông phúc đức, Nam thiên y, Đông nam phục vị. Hướng không hợp, Đông bắc tuyệt mệnh, Tây nam ngũ quỷ, Tây bắc họa hại, Tây lục sát. Nữ mệnh Mậu Ngọ, hướng hợp Đông bắc sinh khí, Tây bắc phúc đức, Tây thiên y, Tây nam phục vị. Hướng không hợp, Bắc tuyệt mệnh, Đông nam ngũ quỷ, Đông họa hại, Nam lục sát. Những tuổi Đại Kỵ, bạn kết hôn hay làm ăn với những tuổi Tân Dậu và Quý Dậu sẽ bị tuyệt mạng, biệt ly hoặc thất bại liên miên vì tuổi quá xung khắc. Gặp tuổi Kỵ trong việc làm ăn thì nên tránh việc giao dịch về tình duyên, không nên tổ chức hôn nhân linh đình. Về gia đạo thì phải làm sao giải hạn hàng năm. Sinh năm 1978 hợp con số nào? Nam hợp các số 1, 3, 4, nữ hợp các số 2, 5, 8, 9. Quý vị thân mến, mỗi người lại có vận mệnh khác nhau. Tuy cùng tuổi, cùng con giáp, nhưng tháng sinh khác nhau, cũng có thể khiến cho con đường đời của mỗi người hoàn toàn khác biệt.
cùng xem vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Mùa xuân tràn đầy sức sống, chính là thời điểm chào đời của những người tuổi Ngọ tháng Giêng. Năng lượng dồi dào của đất trời ban tặng cho họ tính cách lạc quan, phóng khoáng và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Họ yêu thích kết bạn, giao tiếp và luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Sinh ra trong sự che chở của lục thân và quý nhân, người tuổi Mậu Ngọ tháng Giêng hiếm khi phải lo lắng về cơm áo, gạo tiền. Tuy nhiên, họ lại có phần bảo thủ, an phận và thiếu đi chí cầu tiến, dễ dàng thỏa mãn với hiện tại. Họ cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định mà không có ý định thay đổi hay cải thiện. Dù vậy, cuộc sống của họ vẫn sung túc và an yên. Niềm vui lớn nhất của họ chính là được kết bạn bốn phương, chia sẻ những câu chuyện thú vị và tận hưởng cuộc sống tự do, phóng khoáng. 2. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 2 âm lịch. Vào Tết Kinh Chập, những chú ngựa tháng 2 chào đời mang theo sự thanh lịch và tao nhã. Họ yêu thích sự sạch sẽ, gọn gàng và luôn hướng đến cuộc sống thanh cảnh, khiêm nhường. Với trí thông minh và sự hoạt bát, họ luôn có những ý tưởng mới mẻ và táo bạo. Họ yêu thích tự do, không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, tâm hồn phóng khoáng, thích gì làm đấy khiến họ trở thành những cá nhân độc đáo và đầy cuốn hút. Nhờ được hưởng phúc phần tổ tiên và sự che chở của cha mẹ, người tuổi Mậu Ngọ tháng 2 có cuộc sống tương đối sung túc. Tuy nhiên, con đường của họ không trải đầy hoa hồng. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và thậm chí là tai họa khó lường. May mắn thay, quý nhân luôn xuất hiện kịp thời, giúp họ hóa nguy thành an. Vận mệnh của họ có nhiều biến động, lên xuống thất thường. Nhưng với bản lĩnh và sự kiên cường, họ sẽ luôn vượt qua mọi chông gai và đạt được thành công. 3. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Mùa xuân muôn hoa khoe sắc cũng là thời điểm những chú ngựa tháng 3 chào đời, được trời ban cho phúc âm và trí thông minh. Họ sở hữu tài năng văn chương và cả tài thao lược, tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la. Họ luôn nung nấu những tham vọng và lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống. Với những ước mơ cao xa, người tuổi Mậu Ngọ tháng 3 luôn nỗ lực hết mình để biến chúng thành hiện thực. Dù thành công vang dội, họ vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không kiêu căng, khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Danh tiếng của họ lan xa, vang dội khắp nơi. Nhờ được quý nhân phù trợ, họ có cha mẹ, tiền bối chỉ giáo trong nhà và quý nhân giúp đỡ. Khi ra ngoài, cuộc đời họ ít khi gặp đại nạn, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ tài xã giao khéo léo và khả năng khiến người khác tin tưởng, họ có đường nhân duyên tốt đẹp. 4. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 mang theo tiết tiểu hạ là thời điểm những chú ngựa tháng 4 chào đời. So với những người tuổi Mậu Ngọ khác, cuộc đời họ có phần vất vả và lận đận hơn. Họ phải đối mặt với nhiều trắc trở và khó khăn, không có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng bù lại được bình an. Tuy gặp nhiều cản trở, họ không nản lòng mà càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ họ có được đều do chính mình làm ra, không nhờ cậy ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân, dũng cảm vượt qua, tự mình chiến đấu và không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Cả nam và nữ tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4 đều giỏi kiếm tiền, nhưng lại không biết cách giữ tiền. Thu nhập của họ lên xuống thất thường, không có tích lũy, tiết kiệm gì cho bản thân. Vì không có sự giúp đỡ từ người thân, họ phải cố gắng gấp nhiều lần người bình thường. Những điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá, tâm tĩnh như nước, không dao động trước hiểm nguy. Nếu biết tận dụng thời cơ, họ hoàn toàn có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. 5. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 5. Tháng 5, tiết mang trùng, ôm mầm cho những chú ngựa tháng 5 đầy nghị lực và bản lĩnh. Tuy nhiên, cuộc đời họ trải qua nhiều gian nan, thử thách, không được hưởng nhiều phúc đức từ cha mẹ hay quý nhân. Mọi thành tựu đều do chính tài trí và nỗ lực của bản thân mà có. Tuổi trẻ bôn ba, lăn lộn gây dựng cơ nghiệp, vì vậy duyên phận lỡ dở. Tuy sớm rung động, họ thường kết hôn muộn, nhưng có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, ít mâu thuẫn. Dù có nhiều bạn bè khác giới, họ vẫn giữ gìn tình cảm vợ chồng bền chặt. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 5 hoàn toàn có thể đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con đường này đòi hỏi họ phải đổ mồ hôi, nước mắt và không nản lòng trước thất bại. Hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang, hạnh phúc, con cháu sum vầy. 6. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 6 âm lịch. Tiết tiểu thử, tháng 6 chứng kiến những chú ngựa tháng 6 đầy nghị lực, nhưng cuộc đời lại gặp nhiều chông gai. Tử vi cho thấy họ cả đời vất vả, khó lòng chạm tới đỉnh cao phú quý. Tính cách ôn hòa, không quá cứng rắn, họ sống có trách nhiệm và không bao giờ than vãn trước khó khăn, kiên trì theo đuổi mục tiêu, họ luôn cố gắng hoàn thành mọi việc đến cùng. Tuy nhiên, do phúc mỏng, người tuổi Mậu Ngọ tháng 6 thường phải sống ly hương, xa gia đình, anh em, con đường lập nghiệp gặp nhiều trở ngại,
thất bại liên miên trong giai đoạn đầu, tổ nghiệp không phù trợ, họ phải tự tay gây dựng cơ nghiệp từ con số 0. Phải đến năm 35 đến năm 36 tuổi họ mới gặt hái thành công và có nhiều dự định mới mẻ ở tuổi 40. Sau tuổi 50, cuộc sống dần ổn định, bớt lo toan phiền muộn. 7. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 7. Tết Lập Thu tháng 7 mang đến những chú ngựa thông minh lanh lợi và có khả năng lĩnh hội tốt. Họ học một biết 10, cuộc đời suôn sẻ và ít gặp biến cố lớn, luôn khao khát thành công. Họ sở hữu khí chất cao nhã, cùng sức hút mãnh liệt, ý chí dồi dào kết hợp với tài năng, giúp họ dễ dàng gặt hái thành công trong việc xây dựng sự nghiệp và gia đình. Nhờ quý nhân phù trợ, họ phát huy tối đa năng lực bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi và tranh đoạt lợi danh dẫn đến nguy cơ vướng vào kiện tụng. 8. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 8. Vào tiết Bạch Lộ tháng 8, những chú ngựa tài ba xuất hiện với trí tuệ hơn người và tài năng văn võ song toàn. Họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí và trọng nghĩa, trọng tình. Nhờ quý nhân chỉ đường dẫn lối, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ, họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Cuộc đời ít gặp sóng gió, họ là người có phúc phận, hưởng phúc thọ song toàn, tài đức vẹn toàn. Nhờ vậy, họ được nhiều người yêu mến, kính trọng và được cấp trên tin tưởng đào tạo để trở thành lớp kế cận. 9. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 9. Tiết Hàn Lộ tháng 9 mang đến những chú ngựa sở hữu trí thông minh và năng lực xuất chúng. Họ được xem là bậc kỳ tài trời sinh, có khả năng thay đổi vận mệnh nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống của họ khá bình lặng, không có ý chí hay lý tưởng lớn lao, chỉ mong muốn bình an qua ngày. Họ có tài nhưng thiếu động lực, không đặt ra mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, họ không có quyền lực, địa vị, chỉ muốn dựa dẫm vào người khác. Công việc ổn định nhưng tài lộc không dồi dào, dễ dàng nản lòng trước khó khăn. Tuy nhiên, nếu xác định được mục tiêu, nỗ lực không ngừng và phát huy tài năng, họ sẽ đạt được thành công to lớn. 10. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 10. Tết Lập Đông tháng 10 chứng kiến những chú ngựa mang khí chất anh hùng hào kiệt. Tuổi trẻ của họ trải qua nhiều gian nan vất vả, nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời họ đan xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, thiếu sự che chở từ gia đình và quý nhân. Họ phải tự mình gây dựng mọi thứ, nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá và tài năng hơn người, họ ít khi nếm trải thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp, trung vận gặp quý nhân phù trợ, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, vận trình của họ tăng tiến, phú quý phát đạt và thành công rực rỡ. 11. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Tiết Đại Tuyết tháng 11 nhuộm màu băng giá lên cuộc đời người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng này. Khác với sức sống mùa xuân rực rỡ, họ phải bôn ba, vất vả, không được gia đình hay tổ tiên hỗ trợ. Tính tình hòa nhã, trung thực, họ gặp nhiều rắc rối và cô đơn trong giai đoạn đầu đời. Phải đến năm 28 đến năm 29 tuổi, vận thế mới dần khởi sắc. Từ năm 35, năm 36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, thành công rực rỡ như hoa xuân nở rộ. Tất cả đều nhờ họ không nản lòng trước khó khăn, luôn nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại. Ban đầu, vị trí xã hội tuy nhỏ bé, nhưng về sau họ có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại sự lừng lẫy cho tổ nghiệp, như cây khô gặp mùa xuân đâm chồi nảy lộc. 12. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 12 âm lịch. Tiết Tiểu Hán tháng 12 mang đến những chú ngựa với cuộc sống đầy lo toan. Tuy nhiên, họ may mắn có gia đình hòa thuận và được giáo dục tốt từ nhỏ, nên được nhiều người nể phục. Khi trưởng thành, tài năng của họ được rèn rũa qua học tập và rèn luyện, kết hợp với tư chất thông minh, tạo nên sự xuất chúng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 12 sở hữu ý chí và nghị lực phi thường. Họ luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó khăn, gian khổ hay thất bại. Dù con đường thành công không trải đầy hoa hồng, họ vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu và cuối cùng gặt hái được thành quả to lớn, có được cuộc sống an lạc. Hậu vận của họ viên mãn với phúc lộc đầy nhà, con cháu sum vầy. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.